Will Soldier, cũng thuộc giờ cái men là Will Canyon. Nó gọi là State Will Soldier là State Historic Park, là cái chỗ cái tiểu bang á, là những cái chỗ mà công viên để nó có tên trong của tiểu bang, là mình phải mình có thể mình đi mình tham quan á. Ở đây nó có những cái chuồng ngựa mà rất là đẹp, mấy cái loại ngựa mà của Disney đó, cái chuồng trắng có lông có bờm lông trắng rồi, rất là đẹp đi. Đây nó có cái vườn nho, thường thường ở đây họ đi thích làm vườn nho, không biết tại sao. Nó có rất nhiều đường để mà mình đi tới Malibu. Mấy bạn, như bữa nay mình đi cái đường local, tại mình bữa nay mình có đổ cái công trình ở Stratocota đó. Ở đây làm nhà hàng nó rất là mắc mà cũng không chỗ đậu xe, cho nên giờ nó làm, nó có catering, nó làm mấy cái quán ăn ở bên đầu bên đường, người ta ghé đây người ta mua thì nó tiện hơn. Đây là khu shopping của Pacific Palisade, đúng không? Palisade hay Palisade cũng được, ai muốn kêu gì kêu, mình không có bắt lỗi ai hết nè. Họ nói sao đó là thì kệ họ, mà mình vẫn viết được y chang, mình viết trúng là được rồi. Đó, đây bên trái cũng có ngân hàng Wells Fargo, bên phải thì là cái ngân hàng đó US Bank, hồi xưa là ngân hàng Union Bank đó, bức tường hoa đấy nó làm rất là đẹp, đơn giản. Mấy cái đó là invasion đó, cái loại giống như dừa cạn của bên mình, bên Việt Nam đó. Họ trồng ở đây họ không có phải tưới nước nha bạn, đây nó gần biển đó. Rất là gần biển, nó chừng khoảng một cây số là tới biển rồi đó. Rồi em trồng thanh long tím nè, thanh long vàng nè, rồi thanh long nước dừa nè, cũng nhiều cái lắm, nhưng mà nó bây giờ nó còn nhỏ, nó chưa có trái đó. Tại chị ăn, chị mua trên đó họ sấy sớm quá, thanh long nó mau, nó trong vòng tuần lễ chị phải bán, chứ chị bán không xong đó là nó sùi hết trơn à, nó mềm mềm, nó kỳ lắm. Thanh mà nó không, nó không, 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 tại chị mua cái trái này á, ngoài chợ nó tròn, nó đẹp lắm nè, mà nó tươi lắm, rồi chị cũng để mấy ngày chị cúng đó, rồi cái mà rốt cuộc là ăn sao nó chặt xẻo thấy rồi. Ôi thanh long trắng của em nó ngọt lắm chị ơi, mấy cái người nó ngọt á thì cái gì nó cũng ngọt hết á. Nó ngọt lắm ấy, nhảy cho nó với em á. Mi không ăn thanh long trắng á, cái thanh long đỏ tím á nó mới ngọt đó. Đưa ăn cái chừng mà đưa cho chị ăn cái trái thanh long trắng của em chứ nó, ui cái này nó cũng ngọt quá chứ, ngọt chứ, người ngọt thì trồng nó ngọt, chứ còn không ngọt thì làm sao nó ngọt. Mà chịu thua rồi, nhưng mà trời, nó không biết giờ chị trồng được cái chưa, lâu rồi em cũng có không có gặp chị, không biết là trồng có được cái của em, nhưng mà năm nay chắc được cái mùa bắp. Em kỳ này cũng được mấy trái bắp rồi, cũng mừng em có cái còn cái giống là em chịu rồi, em sang năm là em sẽ làm lại. Giờ bắt đầu em mê hay bằng giấy quá chừng luôn, em đi em đâu giờ đi dùng biển thấy là trồng toàn bằng giấy không à, mình trồng á. Cứ một năm là nó bốn mùa là được rồi, một năm nó có bốn vụ là được rồi. Nhà trên em thì nó nóng hơn với chị, thành ra đúng rồi. Nhưng mà chị thích tại vì nó đậu bông nhiều mà nó kiểu trường lâu á. Hôm nay chị có vô kỹ thuật trường Nam coi không? Ảnh chỉ cho cái cách ươm ra qua giấy rồi nọ đó. Bây giờ đó là em ngâm trong nước nó cũng lên đó chị Lan. Dạ, em ngâm trong nước tức là khoảng một tấc thôi. Đó, cho nó ngâm dưới nước đó mà cắt cái nhánh già đó. Chị đi đâu chị cắt nhánh già chứ, giờ chứ mấy cái cây mình trồng nhà nhánh ống nhách rồi thì mình phải cắt nhánh đó chứ sao, phải không? Đó, nhưng mà em đi công trường đó thì em thấy cái gốc bự lắm mà em thấy thèm thuồng. Bữa nay thì không có rảnh, bữa nay không có hứng làm, không có cắt thôi, cái cắt thì cũng được chứ, nhớ giữ lên phải đến hôm còn phải ở có sai dây này tới gần trên này.
Em đi xuống tới gần cái cuối đường Sunset cho chỗ cái biển Thái Bình Dương đó, nhảy xuống dưới đó bơi khơi là về tới bên kia Việt Nam rồi. Cái khác vậy, khác vậy không biết tới không. Đi đó hồi đó ổng còn gạt em á, ổng kêu chứ em đi nhóm lên chút á là thấy mấy người thân của người bên Việt Nam đó. Ông nói vậy mà em cũng ra cũng kêu mà ngó chơi thôi chứ mọi người thân ổng còn bên Việt Nam chứ người thân em đi bên đây hết rồi còn đâu nữa, mà mấy đời cũng đi tốt hết rồi, chỉ có nhà em đi bên nhà chú Mười với nhà chú lớn thì là ở Mỹ hết, còn mấy nhà của mấy chú kia đó rẽ ra là Âu Châu này kia nhiều nước. Nhà em thì tụng lại chỗ nhưng mà rốt cuộc ai cũng ở nhà đó, bên Mỹ nó vậy chơi cái đời sống nó vậy. Bữa nay biển nó không có xanh nha, trời cũng không xanh, trời nó ui mà có nắng mà nó ui á, nó giống như nó có cái lớp cái sương marine layer, nó lại kêu là cái gì không phải sương mù mà nó gì đó, cái kiểu như cái khói nó trên vậy đó, khói mù trái chị nghĩ cái khói ở đây chị nhiều lúc chị cũng thấy đó là giống như cái khói mà nó không có bay, không có gió đó. Dạ. Dạ nó không có gió. Giờ đây á, mấy cây cọ, mấy cây palm đây nè, nó cắt trụi nó chỉ còn có 2-3 lá trên ngọn nè. Dự định là mấy cái cây của em đó là cũng có cái cưa đó mà em đem về cái ổng cái lưỡi cưa cũng ngon lắm, nhưng mà được cái cần với cái lưỡi cưa nó không phải là cùng một cha cùng mẹ với nhau. Lấy ổng giật cái mấy cái lầu lá hai cái cây palm ở ngay bên cạnh cái bồ đề đó, ổng giật làm sao nó xúc ra cái lưỡi rồi, cái lưỡi của cái cây đó đó. Còn cái của em á thì nó đưa mình mua đó, mình chỉ mua cái lưỡi thôi chứ mình không có mua cái cây dài, tại mình thấy mình có cái cây dài rồi cho nên mà em tới mấy cái cây dài lận đó, mà cái nó là lại không phải đi với cái lưỡi cưa của em, thành ra nó ổng nói cái lưỡi nó mỏng quá nặng, nó xuống nó, cái lưỡi nó mỏng quá ổng nói nó dùng cái ống nước nó đè xuống cái lưỡi đó cho nó quá nặng, cái lưỡi thì mỏng bén thiệt nhưng mà nó mỏng đó, thì mình ảnh không có control được cái mình muốn ảnh cắt á, thì ảnh cắt mấy cái đó nó rất là đẹp á, vậy nó cái kiểu như không giống như được như mấy cái thơm vậy thôi nhưng mà nó sắc sắc vô cũng đẹp lắm, em thấy coi được á, mình là mình hăng chí mình đi coi chứ mà phải ảnh có thì giờ ảnh coi đó, ảnh biết cái gì lựa chứ mình phải coi đúng cái size chứ, anh cho về mua không đúng cái size nó kỳ cục lắm. Biển cũng là biển nhưng mà bữa nay á, nó có cái màu xanh lục á, màu xanh chiêu lục có chiêu mà nó lại chiêu mà nó bị có tiếng mực mực, không màu xanh da trời là cái màu đó là màu thiên thanh thì nó đẹp rồi, còn cái này đó là cái màu nó có ở trong biển ở dưới nó đục đó, nó phải có mặt trời lên rọi sáng thì mặt biển nó mới xanh nó mới đẹp. Biển Malibu là một trong những bãi biển đẹp á, 21 dặm rồi, lúc trước có 17 rồi giờ không biết làm sao mà ông quốc thành 21 dặm mà không biết. Mà ở đây nó cũng có chỗ nó cho cái marine reservation đó, nó cho mấy cái chỗ mà giống như em Lin nói là nó nuôi nó nuôi mấy cái thú vật biển đó. Ở bên Malibu bây giờ nó có trồng nguyên một cái mớ cây lao đó, cái cây palm park đó, trời ơi mấy màu luôn dọc biển luôn, mà bây giờ nó nổ tôi tủa này, mùa thu nó nở luôn. Nhà em mà có hai bụi có bông bụi chưa trồng xuống nữa. Em bữa đó em đi quay ở Malibu, em có quay mấy cái nhà hàng lúc trước em đi ăn á, mà nhà hàng dê ra biển nằm trên biển luôn mà nó trồng lan không đẹp quá trời đẹp luôn đó, mà có dẫn được máy em với chị Phượng đi ăn được một lần rồi đó, ăn xong bà già đi luôn bỏ mình ở đây trơ trọi một mình á, cho chúng ăn hiếp mình á, giận thiệt á. Nhưng mà thật không phải là mình nói không lại chị Lan nha, tại em không muốn nói thôi. Tại vì
Nhưng mà em đâu phải con trai Út đâu, em đằng gái Út à. Không có quan tâm đến mấy việc đó, em chỉ có hỏi á, tự hỏi chính mình thôi là mình làm được cái gì cho cha mẹ mình đã làm cho mình có làm được hết sức được chưa, để làm mình tận sức này đó, tận tụy gì vậy đó. Cái gì đó là tại sao mấy người đó không hỏi em đó, là em đã làm cái gì đó để cho, hay là mấy người đó chỉ có mở mắt, mấy người đó quan sát thấy tại sao mà má em thương em như vậy. Chứ mà từ nhỏ tới lớn là em là đó, mà tiền là tàn bạo luôn, tức là không có biết xài tiền, có tiền nhiêu đưa má thôi. Chứ không có biết mà, hoặc là đi dạy học rồi đó, cũng lương cũng được 50 đồng tháng cho chị Phượng đến hai chứ, nhưng mà rồi em cũng đem về em cũng đưa cho má thôi. Vậy mà cũng biết dạ thì em cứ quen thôi, cái nếp nó vậy thôi. Không qua qua Mỹ rồi em không có đưa nữa, là tại vì hồi đó đó thì qua Mỹ thì em đưa cho ông Tông Càng, đưa cho ông Tông Càng thôi, chứ còn em không có. Không, thực chất là má em đi qua bên Mỹ rồi đó, là em đâu có giờ em hội đi làm cho ngân hàng, là em không có hề thấy tiền lương của em, nó tự động nó bỏ thủng nó trong công á, đi chợ gì là mua về là em đi lo em tích tiền hết, chứ em đâu có ấy đâu. Nhưng mà tiền của bà già quá đâu có được tiền gì đâu chị Lan, 3 năm đầu không có được cái Medicare, cũng không được, mình đi mình phải móc tiền túi đó. Nhưng mà lúc đó thì không thấy đứa nào nó ra nó phụ tiền rồi đó, chở nội chạy xuống dưới quận cao đi bác sĩ Trần Ngọc Ninh rồi nha, mà ông đó là bộ trưởng y tế Việt Nam Cộng Hòa xưa đó đó, đi rồi cũng không có giải quyết được gì, đi hết 3 lần rồi nghe riết chán quá. Ông nói cho mổ làm gì, mổ rồi cũng chết, không mổ cũng chết. Nghe ông nói giọng lên thằng bố, ông biết vợ ông còn hay không em không biết, nhưng mà ông là thầy của chị Cẩm Nhân, ông chị Tư Pháp, mà mình nói thì đụng chạm trên đây em không nói. Cái kỳ đó là đó em giận quá đi, em mới nói ông Thanh chứ là giờ thôi 3 lần em đi rồi, ông nghe em cứ nói câu đó đó. Nhưng mà bà già em không những đau cái tay cái chân không, mà là còn đau cái đầu nữa, bị đau ốc, cũng bị dụ bướu tao đắp đó. Thì đó ông kêu đừng có mổ làm gì, cái rốt cuộc riết rồi đó, mà tại sao cái tình trạng đó đi khám sức khỏe cho má em á, ổng không có báo cáo cho bệnh nhân hoặc là con của bệnh nhân, mà đi báo cáo cho chị Cẩm Nhân. Cái anh chị Cẩm Nhân chỉ là cháu kêu má bằng gì mà gì họ thôi, chứ không phải gì ruột nữa. Cho nên em mới bắt lỗi chuyện đó, em mới nói đó, nếu mà em đi thưa ra đó là đó, ổng mất luôn cái bằng của ổng đó, bởi vì cái đó ổng disclose cái case của má em là ổng không có được quyền đó. Thì đó là anh Tám là anh sợ rồi, ổng mới nói chị Cẩm Nhân nói này chuyện chân nói kia. Nhưng mà em không có biết cái chuyện bên trong giữa mấy cái người đó như thế nào, nhưng mà ông nói là em đi bác sĩ em trả tiền đàng hoàng mà. Ê, tại sao mà, nhưng mà lúc đó là má em chưa có Medicare rồi nha, chưa có Medicare à đó, em mới làm cho một mách luôn. Vậy lúc đó về là em cũng cứng miệng lắm nha, mấy người kia cũng quản hồn, hồi nào giờ đó là toàn là mấy người đó nói em nghe không. Dạ xin vâng anh nói gì em cũng nghe hết, nhưng mà mẹ đi tôi quá tôi tức tôi làm lời. Em cũng đểu lắm á nha, lâu lâu em cũng chứng lên em mới nói cho nghe, chứ bình thường em không có nói đâu. Rồi chị Lan biết là cái lời em muốn nhỏ đó là em câm, em không có nói chuyện, là nói gì ra mấy người đó cũng rầy. Với lại tật em ham chơi, em chỉ biết mà chơi đặt lon giúp hình rồi đánh đũa, là em cũng không biết chơi nữa. Chơi ô quan á thì em biết đó, chị Lan biết, dù chơi ô quan nó sắp vẽ 5 cái ô với hai quan á, hai đầu cái hốt gạch cái đó, cứ bỏ 10 cục gạch nhiêu đại khái vậy đó, mà ô vậy đi hốt tới đứa nào mà tới lỗ nào trống cầm năng cái lô ô tới vậy đó. Cũng vui, hôm bữa em có coi trên YouTube em coi, em cũng vui là nhớ lại cái thời nhỏ chơi mấy cái đó, nó rất là ngây thơ hồn nhiên nha, đâu có cái gì mà xa xí như bên này ha, mà mình cũng không nói lớn lên người, mình cũng biết thương cha thương mẹ thôi. Bây giờ em nói thôi, em cũng mừng hai đứa, em không có đứa nào hết để mà nữa. Nó nói ai biết nuôi cho tôi lớn vậy chi,
rồi ông bà để lại tôi nhiều giúp sẵn đi, để tôi về tôi thừa tôi hưởng đá đít. Ở trên cái con ngựa sắt đó là nó chạy tới chạy lui tối ngày đó là nó kiếm tiền cho mình, rồi nó rất là nhiều cái con đường ở trước mặt nó mở cửa mình đi, nó đi cái cửa, cánh cửa này nó đóng thì cánh cửa kia nó sẽ mở cho mình, nó có một cái tương lai nó tốt đẹp hơn. Chứ còn hồi xưa người ta nói đi mà đi một ngày đàn học sàn khôn, mẹ sàn đừng chết toàn thấy sỏi đá không. Nhưng mà em cũng vui với những cái đó, em là người rất là dễ mà hài lòng với lại cái cuộc sống đó, không có chị Lan thấy. Không có đua đòi, không có đua đòi, nhưng mà em đòi đua đó. Bây giờ thì em mới đòi, bây giờ em mới đòi. Bởi vì nó muốn đua với em thì nó cứ đua đi. Bây giờ em cứ ngồi đó em chờ nó đua, chờ nó chạy trước rồi mày chạy trước mày mệt rồi chừng nào mày nghỉ rồi đến tao bắt đầu tao chạy. Em ơi, sáng này đó là đi xuống với chị Tư đó là gửi lại cái tiền hôm qua mượn. Đó, nhưng mà cái mục đích đó là bây giờ nó còn mấy cái trái táo tàu mà nó chín ở đợt sau đó. Em để tủ lạnh nó đông đá rồi luôn á chị Lan. Đó đem xuống cho chị rồi táo tươi, táo khô đem cho chị một thùng. Chứ đem cho chị thêm một con bịch rau nữa. Chị nói ngày hôm qua chị chưa được ăn mà bên nhỏ ghé uống chị nó ăn rồi. Tụi nó làm đồ ăn rồi, còn bên nhà thì nó có đồ ăn rồi đó. Tâm nó chưa, nó có đồ ăn rồi để ngày mai nó làm. Sáng nay em ghé chị nó làm nó xào thịt bò đó mà nó không có cho chị nấu ăn. Thành ra em bài thấy chị coi YouTube chị thấy em làm món này món kia vậy đó. Thì chị nói với nó rồi nó làm rồi tự nó ướp, nhưng mà mấy đứa con chị Tư đứa nào nó cũng nấu ăn ngon hết trơn à. Đó mà em xuống dưới là không bao giờ rửa chén hết trơn, 20 mấy năm rồi chưa bao giờ rửa chén cái nào, là tụi nó dành nó làm hết. Mà xuống dưới là cà phê cái gì cũng no đủ, mà liên tục á, mà cần á thì chạy ra tiệm mua nước mía nhỏ gái uống chị nó xài sang á, còn nhỏ gái lớn nó không tìm nhiều mà và cũng sang luôn. Bởi vậy nó nói nó hồi đó đó là nó 9 tuổi rồi mà nó nấu cơm cho chú Mười nó ăn, cái chú Mười nó mới nói chứ Tâm ơi, vì nó nói ba nó đi học tập cải tạo thì đâu có tiền nhiều, mẹ nó đi bán thuốc lá hay bán gì ở đầu đường đó, thì nó 9 tuổi mà có 3-4 đứa em nữa đó. Thì chú Mười ở đó, chú học Mười học kiến trúc rồi ở nhà nó, cái nó đi mua đồ ăn, nó nói con phải lựa cái chết thì nó mới rẻ được chứ, 12 ngàn, đưa 12 ngàn, mấy nhà tới mấy miệng ăn vậy làm sao mà con nấu được, mà có 9 tuổi mới nấu cho ai mẹ ăn luôn chứ chị Tư chứ không có biết nấu ăn, anh Tư với nhỏ gái lớn biết đó. Cái nó nói cái ảnh đây ảnh nói chứ Tâm ơi, mày mua cá làm sao mà nó có như nó có mùi á. Nó nói mua cá mà cá ươm ra xí gạt nó ra bán đó, nghe cái mùi nó thủng thủng á, là chúng người nó sao Tâm nghe tới nó mùi nó thúi quá. Thì nó nhỏ ảnh có mấy tuổi à, nó là cũng anh ba đó, hình như là cưới vợ sau anh Tư á, anh Tư cưới vợ trước đó, ra con anh Tư lớn á, con anh năm là cưới vợ trước nhất, anh hai rồi tới anh năm rồi mới tới anh Tư rồi mới tới anh ba. Nghĩ cũng vui, lâu lâu phải nhớ chuyện nhà rồi sáng đi chị cười quá trời. Nhưng mà em mới nói với chị Tư chút cái thân thân chút nữa em xuống xuống với chị. Dạ, anh nói là cái tật không là thiếu nợ là phải trả tiền liền, cái sự quên. Nhưng mà em mới với quý vị thế nào là em cũng có dịp em xuống, em đi xuống thì em ghé thì biết nhà chỉ về thì em để đồ ăn trước nhà chỉ rồi em đi. Chị cũng mong đi vô nhà chơi một chút để chị khoe chứ trọng này trọng kia mà, nhưng mình bận quá trời chị Trang ơi. Tụi nhà giàu này nó cực ké, là cái đi là nó phải đứng nó sắp hàng nó đi chui vô, phải đưa cái ID cho nó, cái công ty mình làm cho công ty nào, số nhà số mấy đó, rồi nó viết tên vô. Có chị ở giống như ở tù mà cái mồ. Ở đây đó em thấy nó trồng mấy cái bông hoa giấy, màu hoa giấy sắc pháo nó rất là đẹp nè. Nó tỉa nó cắt màu đỏ đó hả? À, giờ màu đỏ đó, mà đỏ nó rất nhiều màu đỏ nha, chứ không phải là đỏ nào nó cũng đỏ chét vậy đâu. Mà em á thì em thích đỏ, mà đỏ cam á thì em thích, chứ còn này đỏ hồng. Rồi nó còn có đỏ đỏ mà đỏ tím mà đỏ. Xin lỗi, cái đó là màu máu bầm. Đỏ máu bầm. Màu đỏ ấy đó.
tím không tím, đỏ không đỏ thì nó kêu là màu máu bầm, cái màu máu đó đó. Em rất là kỳ thị. Dạ, nó có nhiều cái xe đây hả? Dạ. Chỉ ôi mà cái gốc bự gì? Lắm, vậy là nó cắt bự hết luôn, cái gốc nó cắt banh luôn hết. Nó chỉ có để mấy nhánh nó lên thôi, mình để em coi, em quay về nó để mai mốt em biết, em cắt em tỉa theo, vì mình giỏi quá cho nên là mình phải đi đâu mình cũng học hết trơn hết trời à. Ở dưới mình. Dạ. Cái ảnh là đào hết cái này đâu, cái này bứng ra nó đào luôn cái hồ bơi ra luôn, đục ra dễ chạy luôn. Đào mấy cái cây của anh Lê đi không mất hết ráo rồi. Để coi mình lấy cái này. Ảnh đào cái này cho mình lụm cái củ này về mình trồng. Ở đây nó có cái cây nóng gì, không biết cây nóng linh chi không. Đây thì cho ông Lê cũng thử coi, thể ăn mà còn sống tức là cái này mình ăn được á. Nó vẫn chơi thôi chứ mình. Gẹo ông thôi. Đó, nguyên cái nhà này nó làm sạch sẽ luôn hết, đào bứng luôn hết cái gazebo đó. Đào đục luôn hết cái này ra luôn hết. Không biết họ làm như thế nào. Cái cây có mấy cây này bứng ra có được cái gì để mình xài được không? Mình tới Malibu rồi đây mấy bạn, mấy bạn kia đường epoxy với lại ấy. Thấy mình thấy cái này nó giống cái tombstone quá, cái chỗ mà cái giống như không biết cái gì, anh thấy cục cục này mà sao giống như cái hồn nít vậy ha. Tự nhiên mình nghĩ vậy thôi chứ mà đó, bữa trước là nó làm epoxy nhưng mà nó làm cái này mà nó chưa đổ, là nó chưa gọi chứ nó gọi rồi đi lên đây làm cả nguyên ngày nữa đó. Có nhiều cái cây, mấy cái cây mấy anh làm, mấy anh làm cái này không biết gì chữa, như cái kiến này cái này làm gì đó. Cái thấy song nó cũng ngộ, mình không hiểu làm cái này cái gì, mình cũng nhiều lắm á chứ không phải là ít đâu đó. Đó những cái cây palm nhà mình thì nó giống cái kiểu là cây đó đó, nó làm nó tiện, nó carve theo cái hình cái pineapple là cái trái thơm á đó, rất là đẹp. Một cái cây như vậy không nó cả chục ngàn á. Đó, anh cho cốt quản đất con trường ở đây đó. Anh đó là kỹ sư. Hồi xưa là anh đi chăn heo, chăn bò cho bà nội của anh ở trên Mọc Cô, trên gần nhà mình á. Ở đây mình đi mình thu hoạch được mấy cây này về, lấy cái thùng này về ươm nó luôn. Rồi, bye các bạn nha.